chào quý vị, quý vị đang theo dõi chuyên mục Biến động vàng trong bản tin xem nhân 12 giờ ngày 30 tháng 10 của báo Thanh niên. Chuyên mục được phát trong bản tin từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Thưa quý vị, giá vàng thế giới sáng nay 30 tháng 10 thăng mạnh và đã xác lập mức kỷ lục mới ở mức 2778 đô la Mỹ mỗi ounce, tăng thêm 30 đô la Mỹ mỗi ounce so với một ngày trước đó. Trong khi đó thì giá trong nước vẫn đứng bất động, Điều này tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Hiện tại, mức trên lệch này rơi vào khoảng 3,7 triệu đồng mỹ lượng. Theo ghi nhận của Báo Thân Niên vào lúc 10 giờ sáng 30 tháng 10, công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn STC, công ty cổ phần vàng bạc đặc quý Phú Nhuận P&J, niêm yết mua vàng miếng STC ở mức 87 triệu đồng mỹ lượng, bán ra 89 triệu đồng mỹ lượng. Mức giá này không thay đổi trong vòng 8 ngày qua riêng công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 88 triệu đồng, bán ra 91,5 triệu đồng. Không những vậy, giá vàng nhẫn cũng đứng yên ở mức cao. Công ty STC mua vào 87 triệu đồng, bán ra 88,6 triệu đồng. Công ty P&J mua vào 88,3 triệu đồng, bán ra 89 triệu đồng. Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji mua vào 88,3 triệu đồng, bán ra 89,3 triệu đồng. Giá vàng miếng STC và vàng nhẫn cao hơn thế giới 3,7 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới với 2.778 đô la Mỹ mỗi ounce. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thì giá vàng trên thị trường quốc tế đã tăng khoảng 35% do nhu cầu mua vàng trú ảnh trên toàn cầu. Các nhà đầu tư tiếp tục mua vào trước dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vào cuối tuần này và cuộc bầu cử tổng thống vào tuần tới. Hoạt động mua kỹ thuật diễn ra trong bối cảnh biểu đồ hoàn toàn tăng giá. Đến với một sống tỷ giá, thưa quý vị, giá đô la Mỹ trong các ngân hàng thương mại lãnh thị trường tự do đồng loạt quay đầu đi xuống. Sáng 30 tháng 10, tỷ giá trung tâm giữa Việt Nam đồng với đô la Mỹ do ngân hàng nhà nước công bố là 24.246 đồng, giảm 6 đồng. Tương tự giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm. Việc có mua đô la Mỹ chuyển khoản ở mức 25.158 đồng, bán ra 25.458 đồng, giảm 36 đồng so với hôm qua. Ngân hàng ACB giảm 35 đồng đưa giá mua đô la Mỹ chuyển khoản xuống 25.130 đồng và bán ra 25.458 đồng. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ cũng quay đầu đi xuống khi còn mua vào 25.670 đồng và bán ra 25.780 đồng, giảm 40 đồng so với hôm qua nhưng vẫn cao hơn các ngân hàng thương mại khoảng 320 đồng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng tỷ giá đô la Mỹ so với Việt Nam đồng hạ nhiệt do nguồn cung ngoại tệ đã gia tăng và ngân hàng nhà nước cũng điều tiết linh hoạt, trong đó có cả việc chào bán đô la Mỹ cho các ngân hàng thương mại. Trong khi đó, giá đô la Mỹ thế giới giảm 0,03 điểm so với hôm qua, đưa chỉ số USD Index còn 104,21 điểm. Theo Reuters, đồng đô la Mỹ ít thay đổi so với hầu hết các loại tiền tệ chính khác khi các nhà giao dịch chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và một loạt dữ liệu kinh tế sắp tới. Dữ liệu gần đây đã làm nổi bật khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ cùng với sự gia tăng đặt cược của thị trường vào chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trước đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử, đã hỗ trợ đô la Mỹ và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao. Ông Jonathan Grinsky, giám đốc kỹ thuật thị trường tại BTG, cho rằng thị trường sẽ còn biến động trong ngắn hạn khi chỉ còn 5 ngày giao dịch nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Bế Động Vàng hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với bản tin xem nhân 12 giờ cùng biên tập viên Phương Thúy để cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý.